Tại sàn giao dịch hàng hóa New York, lần đầu tiên trong lịch sử thì dầu thô WTI đã chốt phiên ngày thứ hai ở mức chưa bao giờ xảy ra, đó là âm 37,63 đô la Mỹ một thùng, một mức giá mà đã phá vỡ mọi tiền lệ và dự đoán về loại vàng đen này. Hiện chúng tôi đã kết nối với phóng viên Lê Tuyển từ New York để phân tích diễn biến này. Xin chào anh Lê Tuyển ạ. Tại sao từ trước tới nay thì dầu Brent và dầu WTI luôn song hành về mức giá, thế nhưng trong phiên giao dịch đầu tuần thì dầu WTI lại có sự mất giá đột biến mạnh đến như vậy so với dầu Brent ạ? Thì chúng ta cần phải hiểu rõ hơn về hai loại dầu này. Thế giới đang có 160 loại dầu khác nhau nhưng đang lấy dầu Brent và WTI làm tiêu chuẩn giao dịch. Dầu Brent thì được khai thác từ biển Bắc của châu Âu, chủ yếu là tinh chế làm dầu diesel, xăng và nhiên liệu trưng cất. Loại này được giao dịch trên sàn liên lục địa ở London, còn WTI là dầu được khai thác tại Mỹ. Loại này thường được dùng để tinh chế sang xăng và giao dịch ở sàn hàng hóa New York. Vì thế, nhìn bảng biểu này thì chúng ta có thể thấy là 10 năm trở lại đây, dầu Brent thường có mức giá cao hơn một chút so với dầu WTI. Nhưng sự sụt giá đột biến như bảng biểu này lại thể hiện có hai lý do liên quan trực tiếp tới thị trường Mỹ. Thứ nhất là các nhà đầu tư đang nhìn thấy nhu cầu tiêu thụ xăng của thị trường Mỹ giảm sâu trong tháng 5 tới. Hầu hết các bang tiếp tục đóng cửa hạn chế việc đi lại, vì thế họ không mặn mà mua nữa dù giá có thấp đến đâu. Và thứ hai, điều này cho thấy là nhu cầu tiêu thụ mấy tháng gần đây đã giảm đi, khiến cho số dầu tồn kho quá lớn và các nhà sản xuất dự kiến sẽ hết kho chứa dầu trong tháng 5. Và vì thế họ cũng muốn bán tống bán tháo, dù thực chất bán ra ở đây là cho người mua thêm tiền để họ mang dầu đi hộ. Xin mời trường quay. Vâng, đã được cho dầu lại còn được cho thêm 37 đô la Mỹ cho mỗi thùng. Có nhiều ý kiến cho rằng là tại sao lại không mua vào, vì nhìn mức giá dầu WTI giao tháng 6 và tháng 7 thì đã có sự phục hồi so với tháng 5. Đúng là nhìn vào biểu đồ thì chúng ta có thể thấy là các mức giá của tháng 6, tháng 7 đều có sự hồi phục nhẹ. Ví dụ như là hợp đồng tháng 6 thì dầu WTI có giá là âm 18 đô la Mỹ một thùng. Điều này thể hiện đánh giá của các nhà đầu tư rằng dịch bệnh có thể có tiến triển tốt hơn sau tháng 5. Tuy nhiên thì việc mua vào lại không đơn giản như vậy. Hãy tưởng tượng là giờ ngân hàng cho chị vay 1 tỷ, mỗi ngày họ biếu chị thêm 10.000 đồng. Thế nhưng với tình cảnh kinh tế ảm đạm như hiện nay thì chị không biết đầu tư 1 tỷ ấy vào đâu để có thể sinh lời. Trong khi đó thì chị vẫn phải tìm chỗ để cất giữ cho an toàn và lúc nào thì cũng có tâm lý sợ bị mất hoặc là bị cướp. Khi đó câu hỏi đặt ra là liệu 10.000 hay là 37 đô la có thực sự đáng hay không? Câu trả lời phụ thuộc vào những diễn biến tiếp theo của dịch Covid-19. Nếu như dịch được kiểm soát sớm, mua vào là có lợi. Nhưng nếu như vẫn tiếp tục kéo dài, nhu cầu tiêu thụ giảm, thì số tiền 37 đô la kia chưa chắc đã đủ để bù lỗ cho việc thuê chỗ chứa dầu mỗi ngày.